90 đã phải là già hay tuổi tác chỉ là con số? Tôi là Đào Quang Huy, sinh 1933, thì năm nay đã vừa tròn 90 tuổi. Không có thủ lao, không kể nắng nóng hay mưa gió, miễn là còn sức khỏe, ông Huy vẫn tiếp tục cuộc hành trình mỗi ngày với chiếc xe đạp của mình. Đó là lặn lội khắp nơi, sưu tầm những cuốn sách cho thư viện xã. Bắt đầu từ năm 2012, thì tôi bắt đầu nhận cái thư viện này. Lúc tôi nhận ấy, thì tất cả cái chỗ này đều bằng con số 0 cả. Tức là không có cái gì cả. Bàn không có, ghế không, giá sách cũng không, sách cũng không có. Sau khi họ giao cho thì bây giờ mình phải suy nghĩ làm thế nào để có sách. Đến những cái chỗ mà họ thu mua phế liệu, phế phẩm ấy, đặt vấn đề người ta, nếu mà các bác mà có thu mua được sách nhưng mà còn bìa, tức là con có thể sử dụng được, thì giữ lại, một là cân bán cho tôi, hai là ủng hộ tôi. Thế là đi khắp họ cũng ủng hộ khá nhiều, rồi là các con nó đến đọc, nó là xin được, nó mang đến ủng hộ. Từ những ngày đầu chỉ có vài trăm cuốn sách, nay con số đã lên tới cả chục nghìn. Để thư viện là nơi lưu tới thường xuyên cho người dân không phải là điều dễ dàng. Ông đã tìm đủ mọi cách, từ việc tới các trường học vận động, cho tới sưu tầm các đầu sách phù hợp các đối tượng khác nhau. Cảm nhận với cái thư viện này là rất có ích cho những người khiếm thị như chúng tôi. Được đọc báo chữ nổi, chưa có thư viện thì chúng tôi phải lên trên thành phố để mượn sách báo cũng như là mượn truyện về. Tôi có 13.000 đầu sách đủ các thể loại, không thiếu một cái mảng nào cả. Báo cáo các ông chí thế này có chưa đủ không? Tôi còn tiếp tục xin nữa. Mọi người con cháu thì bảo thôi nghỉ đi. Thế nhưng mà chưa hết cái tham vọng. Thế cho nên là chưa nghỉ được. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn sống lâu hơn nữa, cho nó đủ ba chữ số để mà phục vụ xã hội. Chưa bao giờ ông Huy lại tin rằng có thể gây dựng nên một thư viện cộng đồng như ngày hôm nay. Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, mà ta sẽ già đi khi ngừng theo đuổi giấc mơ của chính mình.